tên là Nguyễn Thị Thu, cô đến từ quận Hai Bà Trưng. Cô bị thoái hóa đốt sống cổ, đau hai tay này, thoái hóa khớp gối, là thoái hóa khớp cổ thì cô đi điều trị nhiều nơi rồi đấy, nó dẫn đến thiếu máu não. Nên cô đến cô điều trị ở đây, cô mới chỉ lần thứ 6, lần này đến là lần thứ 6. Cô đỡ được bao nhiêu phần trăm? Cô được 50-60%. Bây giờ đi lại dễ dàng hơn. Sinh hoạt của mình thay đổi nhiều không? Ừ, có thay đổi, đỡ đau, đỡ mỏi hơn, sáng dậy rồi khoan khoái hơn. Bên nào sao cô biết đến viện điều trị không? À, cô xem, nó tức là già, sau khi điều trị thuốc tây, cô thấy là triệu chứng bệnh vẫn chưa ổn định thì cô xem trên mạng. Thì là cô thấy là bác sĩ và y tá ở viện điều trị hài lòng ông như thế nào? Cô rất là hài lòng với lại phong cách phục vụ của các bác sĩ với cả y tá. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.